Mục. Cái loại này thì giá cả của nó thì được 90.000 đồng trên một con. Shop Hồng Đăng lại xin chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim đêm nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới mắt 7 phân và dòng lưới mắt 8 phân. Thì đối với bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về lưới đánh chim đêm hoặc là về cái dòng lưới mắt 7 và mắt 8 ở trong cái thời điểm này thì có thể là tham khảo đặt hàng nhé. Em để số điện thoại ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì đi vào giới thiệu chi tiết để cho anh em cùng nắm bắt được này. Thì thời điểm này ngoài miền Bắc ấy thì anh em đang sử dụng nhiều là về cái dòng lưới mắt 7 và dòng lưới mắt 8. Thì đối với cái thời điểm này con chích ré này, con quốc ta đang di cư khá là mạnh ấy, thì anh em đang sử dụng nhiều. Thì trước tiên là giới thiệu cho anh em là về dòng lưới mắt 7 nhé. Dòng lưới mắt 7 thì nó sẽ có hai khổ để cho anh em lựa chọn này. Đó là khổ chiều dài 50 thì phù hợp đối với anh em ở khu vực miền núi hoặc là bàn đánh hẹp. Thì anh em sẽ sử dụng là tay 50m. Còn tay 100m thì đối với các bác nào bờ bãi rộng hoặc là đánh ở đường bờ trục ấy, thì các bác có thể là sử dụng cái tay 100 thì nó sẽ đỡ tốn hơn một cọc là khi các bác sử dụng hai tay 50. Còn giá tiền thì nó tương đồng nhau thôi các bạn. Đấy thì phù hợp cho các bác. Về dòng lưới mắt 7 phân này thì các bác mua về là đầu tiên là các bác sẽ đánh được con quốc ta này, thứ hai nữa là con trích này, cái thứ ba nữa là con gà mái, đấy, con sâm, hoặc là anh em có thể là sử dụng đánh tu hú hoặc là anh em đánh vịt két thì ở trên dòng lưới này thì khá là ok. Thì ở đây là hai cái mẫu lưới mà đánh tổng hợp được những cái con chim to. Đấy thì các bác lưu ý là đây là dòng lưới tổng hợp đánh tất cả những loại chim to nhé. Đấy, còn trong cái giai đoạn này thì anh em miền Bắc, đặc biệt là anh em ở khu vực đầu nguồn đang sử dụng cái dòng lưới 7 và 8 rất là nhiều các bác. Đấy thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết để anh em nắm bắt được này. Về dòng lưới này, chiều cao mắt lưới của nó là 115 mắt nhé. Đấy, tính từ mắt cuối cùng lên đến trên đỉnh là 115 mắt. Và bên cơ sở là chạy dây diềm cho các bác rồi. Đấy, chạy là 5 dây 4 túi, hoàn thiện hết rồi, nhôi cọc quang túi. Đấy, cũng như là chia quang túi cũng như là làm nhôi cọc hết rồi, về anh em chỉ việc đánh thôi. Đấy, và các bác mới chơi là lưu ý, lưới thì bên cơ sở là sẽ làm cái đầu nhôi này để chúng ta rút ra nhé. Đấy, chúng ta cắt bỏ ở đây và chúng ta cầm đầu này là chúng ta sẽ lên cái cọc đầu tiên và chúng ta cầm bó lưới để chúng ta chạy thôi. Còn về lưới mắt 7 phân này, sợi 20 thì đối với cái sợi 20 này đánh thì ưu điểm ở cái thời điểm này thì ví dụ về đêm sương nó xuống thì thịt nó sẽ không bị chảy. Và cái thứ hai nữa là những cái con chim to vào đạp thì nó sẽ không xảy ra cái tình trạng là bị rách lưới. Đấy, còn sợi 18, 19 thì báo cáo đối với các bác là nó bám con chim thật nhưng mà để về cái độ sợi thì nó không được bền. Và cái thứ hai nữa là khi đánh vào cái thời điểm mà lưới nó ngấm nước ấy, thì nó sẽ bị xảy ra tình trạng là bị chảy thịt anh em. Chảy thịt thì nhìn nó rất là xấu và nó bị võng lưới đấy. Đấy, đây là về tay lưới mắt 7 này. Còn tay lưới mắt 8 này anh em ơi. Mắt 8 thì các bác mua về thì các bác vẫn đánh được con quốc ta thì nhiều khi là con dính, con lọt. Đấy, nhưng mà anh em mua cái dòng này về anh em hiện tại đang đánh trích, đánh gà, đánh sâm, đánh vịt thì anh em đang sử dụng cái dòng này nhiều. Với dòng lưới này chiều cao mắt lưới của nó là 100 mắt nhé. Thì tính chiều cao khổ lưới chưa làm ấy thì nó là 8m. Còn khi hoàn thiện vào rồi ấy, thì nó cao tầm khoảng 2m4. Cộng với cái bọc lưới túi cuối cùng tầm khoảng 4-50 phân nữa thì nó rơi vào gần 3m để anh em phải đánh ở trên cái sào 4m hoặc 4m rưỡi. Đây, các bác đánh ở đầm thì các bác có thể là sử dụng cái sào 5m thì để cho cái bụng túi nó cao hơn. Đấy, cao hơn tầm khoảng 50 phân. Còn mắt lưới rất là chắc này anh em này. Dòng lưới này thì sợi vẫn là sợi 20 nhé, đập nhuộm đen tàng hình hết rồi. Và toàn bộ những cái mẫu lưới với cơ sở đều được làm chạy bằng dây diềm cước đúc cho anh em này, nhôi cọc hoàn thiện hết này. Lưới 8 phân này thì các bác cứ mua về thì các bác đánh trích đánh gà thì đối với cái dòng lưới này thì con trích nó vào ấy, thường thường nó sẽ khóa cái ổ cánh tốt hơn. Thì khi các bác đánh thì chống con chim nó trèo. Còn có hai khổ để anh em lựa chọn nha anh em nhé. Đây, khổ 50 và khổ 100 này. Đấy, bãi hẹp hoặc là bãi rộng thì các bác lựa làm sao mà cho nó phù hợp với cái bộ lưới của mình làm. Còn số lượng lưới bên cơ sở nhà em thì số lượng rất là nhiều đấy thì các bác tham khảo nhé. Đặt hàng thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại để góc màn hình video. Bây giờ chào các bác nhé.